đâu, chạy quay để quay anh. Chạy quay để quay. Lấy coi. Quá mẹ để thôi. Trời ơi. Trời cho mù mắt nó qua chọc mù mắt đi. Từ từ lại, chạy đuôi lại. Chạy gì nó biết. Xin số điện thoại đi anh. Anh phải mua nước cho tụi em. À, em cho anh xin số dép đi. Mua nước kìa, người ta kêu mua nước kìa. Thôi thôi cho xin số dép đi. Anh coi xe để em đi theo cho. Mất dấu rồi. Thì anh cũng đi mua nước ở chung ở đây nè. Không biết không ngờ trùng hợp như vậy. À, thằng bạn anh nó mua rồi em. Anh em, hai bạn này cũng dễ tính ghê luôn á anh em. Bị chửi rồi. Trong đó không có cho quay anh em thì mình phải ra đây mình chờ hai bạn nữ đó đi ra. Anh ở trong đó không cho quay. Ở trong đó không cho quay phim. Chúc anh xin số điện thoại đi. Chúc anh xin số điện thoại đi. Xin sao? Xin số điện thoại đi.
Má ông chụp nhanh nhanh ghê luôn ấy. Ai cho tôi lương thiện? Ai cho tôi lương thiện đi. Anh em mình đã ráng bám theo hai nhỏ này để quay cho anh em rồi đó. Anh em không thấy tụi tôi cực khổ hay sao? Ra. Má dùng số điện thoại khó quá hả? Ừ. Hai chị cho em xin Facebook được không? Ô lộn, hai em cho anh xin Facebook được không? Không, cho anh chai nước đó. Đồ má về mới. Ôi, đi chơi nãy giờ được tặng chai nước kìa. Dạ, theo nãy giờ xin chai nước. Ủa hai em đi đâu á? Trời ơi, đúng là cái loại nước suối anh thích uống luôn á. Awafina nè. Nước nên là đi mua nước uống hả? Hai em đi mua nước hả? Trời, lần đầu tiên thấy con gái chạy phân khối lớn cực ngầu luôn. Nhà má anh bán xăng nè. Em phải kết bạn với anh đi. Anh sẽ giảm giá xăng cho. Nhà má này bán điện làm điện lực nè. Chơi tụi anh đi, giá điện giảm cho. Em coi không có đường, em nãy giờ em đi lạc đường á. Đi lạc vô trái tim em á anh. Tính đủ quá. Chưa uống. Ngọt không? Ngọt như em không chắc không? Nó dốc làm chó nha. Hả? Em á. Thôi, anh uống em được rồi. Vậy ủa em mua nước em uống mà em cho ổng không vậy? Tao tranh thủ rồi. Hả? Trời ơi, chai nước chắc tao về tao để bàn thờ, tao chưa mua chứ tao không dám uống mày ơi. Má chai nước. Ờ thì hai đi theo em xíu tiễn hai em về, tụi anh về luôn. Ở đâu nhà tụi anh kế nhà em mà không biết hả? Nhà tụi anh kế nhà em mà không biết hả? Rồi kéo lên. Hết xăng hả? Để tụi anh mua xăng cho. Hết xăng mua xăng không? Rồi mất dấu rồi anh em ơi. Rồi bye bye anh em nha. Hẹn anh em những clip sau. Bye bye.